À, sau đây là phần bài tập về nhà của mình. Bài tập 4 yêu cầu đó là vẽ lại phần cứng của chương trình thiết kế đèn giao thông đơn giản. Thời gian đèn đỏ đó là chạy 33 giây, tức là chạy từ 32:0. Đèn vàng nó sẽ chạy trong vòng 5 giây, chạy từ 4:0. Và đèn xanh lá nó sẽ chạy từ khoảng là 33 trừ 5 giây là còn 28 giây, tức là nó chạy từ 27:0. Thì sau đây là phần cứng vẽ theo yêu cầu của thầy. Thì phần cứng yêu cầu đó chúng ta là sẽ sử dụng thêm 4 con 74 lẻ 195 để tạo bit và xuất ra 4 con led 7 đoạn, hai giao lộ 1 và giao lộ 2. Giao lộ 1 thì chúng ta sẽ gắn liền với chúng ta sẽ nói với chân RC1, RC2 và RC0, RC1, RC2. Giao lộ thứ hai thì chúng ta sẽ nói với RC3, RC4 và RC5. Một nút reset nối với chân RE3 và một thạch anh để thổi xung để nối vào chân 13 và 14. Thì để điều khiển mạch led đèn giao thông thì chúng ta sẽ qua cái phần code. Thì sau đây là phần code của mình. Thì đầu tiên thì chúng ta phải khai báo nó một thư viện cho con 16F887. Tiếp theo đó là khai báo hàm sử dụng delay khi chúng ta sử dụng thạch anh. Khai báo một mảng cho led 7 đoạn từ 0 cho tới 9. Thì từ 0 tới 9 chúng ta sẽ định các chân đỏ 1 chân C0, vàng 1 cho chân C1, xanh 1 cho chân C2, đỏ 2 cho chân C3, vàng 2 cho chân C4 và xanh 2 cho chân C5. Chúng ta sẽ định luôn chân cho DS là chân D0. Thì chân DS là chân dịch bit. Chân SH cho chân D1 là tạo bit. Và chân ST cho chân D2 đó là chân hiển thị. Thì đầu tiên chúng ta sẽ viết hai chữ nhìn con, đó là một cái là dịch led và một cái là scratch. Thì đầu tiên chúng ta sẽ làm con dịch led. Chúng ta sẽ khai báo các phần tử y, x và y. Ban đầu chúng ta sẽ cho y bằng led 7 đoạn của một biến A. Sau đó chúng ta sẽ cho một vòng lập là 8 lần, tức là chạy từ 0 cho tới 7. Đầu tiên chúng ta sẽ cho mức thấp vào chân D1. Chúng ta sẽ cho mức thấp vào chân D1, tức là chân SH. Thì sau khi cho mức cao thì nó sẽ tạo ra một bit, tức là kích xung lên một cái. Chúng ta sẽ cho x bằng y chia 128, tức là trong con 74 là S595 thì nó sẽ có thanh ghi giống như hình, thì nó sẽ dịch chuyển, nó sẽ dịch thanh ghi từ trái qua phải. Thì lúc này A sẽ xuống D-bone và D-bone sẽ lên mức A, sẽ lên cộng A của led 7 đoạn, thì nó sẽ hiển thị led sẽ bị sai. Vì thế chúng ta phải dịch con A này sao cho nó ra đứng đầu của con D-bone. Thì chúng ta sẽ dùng một lệnh, đó là x gán cho x bằng y, chính là led 7 đoạn, giá trị của led 7 đoạn chia cho 128, tức là chia cho 27. Thì lúc này cái chân A, giá trị của chân A này nó sẽ được dịch lên đầu tiên, chứ chung của D-bone. Thì sau khi nó dịch tất cả các thanh ghi từ trái qua phải thì lúc này giá trị của A sẽ dịch chuyển đúng y chân A của led 7 đoạn, thì nó sẽ hiện thị giá trị đúng. Sau đó chúng ta sẽ cho xuất bit cho chân D0 có giá trị là x. Thì chân D0 chúng ta xuất giá trị vào chân D0, chân DS, và cho lên mức cao để nó tạo ra một bit. Và cái này nó sẽ là lệnh dịch bit, dịch sang bên trái. Tiếp theo đó là phần xuất led. Chúng ta sẽ khởi tạo trong chương trình con là xuất led. Đầu tiên muốn xuất led thì chúng ta phải cho mức thấp ở chân D2, sau đó cho lên mức cao thì nó mới hiển thị. Thì cho mức thấp ở chân D2, tức là chân ST. Thì chân ST là dùng để chân hiển thị. Khi chúng ta cho nó mức thấp và lên mức cao thì nó sẽ hiển thị giá trị bit, tức là xuất giá trị của tất cả các bit ra bên ngoài. Chúng ta
sẽ cho nó giá trị thấp ở chân đi 2. Sau đó sẽ gọi cho những con nó là dịch led cho 4 con led bảy đỏ, nó là ABCD, xếp thứ tự là ABCD. Tiếp theo là về chương trình chính, chúng ta sẽ định có hình set trick cho chân A là ngõ vào, tức là dùng làm chân reset. Định có hình cho chân C và D, đó là output. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ sử dụng lệnh quay true cho vòng lặp y bằng 65, tức là tổng thời gian của ba đàn xanh, đỏ và vàng, tức là 65. Thì chúng ta sẽ chia ra 4 trường hợp. Trường hợp đầu tiên thì chúng ta sẽ cho y chạy trong vòng là lớn hơn bằng 38 và 65. Thì lúc này chúng ta sẽ gán A cho biến y, tức là 65 trừ 33, tức là 32. Đèn đỏ lúc này nó chạy từ 32 về 0. Đèn xanh thì nó sẽ chạy trong khoảng là 65 trừ 38, tức là 27. Nó sẽ chạy trong khoảng là 27 giây chạy về 0. Sau đó chúng ta xuất 4 led và cho hai con led của chân C0 và chân C5, tức là đèn đỏ 1 và đèn xanh 2, nó sẽ sáng. Sau một khoảng delay thì chúng ta sẽ cho tắt đèn xanh, tắt đèn xanh 2 để mở tiếp tục đèn vàng 2. Thì để mở tiếp tục đèn vàng 2 theo yêu cầu của đề bài thì chúng ta sẽ cho nó y chạy trong khoảng là từ lớn hơn 33 và nhỏ hơn 38, tức là nó chạy từ 37 về 33. Thì khi gán A cho 37 trừ cho 33, tức là nó chạy trong vòng là 4 giây chạy phải không, thì A và B, tức là đèn đỏ 1, nó sẽ chạy trong vòng là 5 giây, C và D nó chạy trong vòng là 5 giây, tức là nó hiển thị cho giá trị của giây của đèn vàng. Chúng ta sẽ xuất led và hiển thị hai con led đỏ 1 và vàng 2 của chân, tức là của chân C0, chân D4. Thì sau khi hiển thị xong thì chúng ta sẽ cho nó ở mức thấp, tức là tắt hai cái đèn nó đi. Tiếp tục trong trường hợp thứ ba, chúng ta sẽ cho nó thực hiện chạy trong khoảng là lớn hơn 5 và nhỏ hơn 33. Thì lúc này chúng ta sẽ gán A cho biến y trừ 25, tức là nó sẽ chạy trong vòng là 27 giây về 0, tức là đèn xanh. Thì sau khi đèn đỏ 1 tắt thì đèn xanh 1 sẽ sáng lên, và cho biến C và D nó sẽ có giá trị là y chạy về 0, tức là lúc này đèn đỏ 2 nó cũng sẽ chạy trong khoảng thời gian là từ 27 giây về 0. Và chúng ta sẽ cho bật đèn xanh 1 và bật đèn đỏ 2. Sau đó thì chúng ta sẽ cho tắt đèn xanh 1. Thì sau khi tắt đèn xanh 1 thì chúng ta sẽ bật đèn vàng 2. Và để bật đèn vàng 2 thì chúng ta sẽ cho y chạy trong khoảng là y lớn 0 và y sẽ nhỏ 5. Thì lúc này trong giai đoạn thứ nhất thì chúng ta sẽ gán biến A cho y, tức là chạy trong vòng từ 4 giây trở về 0, và biến C và D cũng sẽ chạy trong 4 giây trở về 0, đó là của giai đoạn thứ hai. Chúng ta sẽ cho sáng đèn vàng 1 và đèn đỏ 2. Và sau khi hiển thị xong thì chúng ta sẽ cho tắt hai đèn vàng 1 và đỏ 2 để tiếp tục vòng lọc. Thì sau đây là mình sẽ chạy thử code. Ban đầu thì đèn đỏ 1 sáng và đèn xanh 2 sẽ sáng. Sau đó thì đèn vàng 2 sẽ sáng trong vòng 5 giây. Sau khi đèn vàng 2 sáng và đèn đỏ tắt, thì lúc này đèn xanh và đèn đỏ tiếp tục, đèn xanh 1 và đèn đỏ 2 nó sẽ sáng. Và sau đây là phần bài tập của mình. Xin cảm ơn thầy đã quan tâm theo dõi.